Dạ, và chúng tôi cũng cập nhật một cái bản tin khác cho thấy rằng là hiện tại FDA cũng đã gửi thư ra cảnh báo 12 cái công ty kinh doanh những cái mỹ phẩm làm trắng da. Thì FDA là một trong những cái công ty gọi là thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ đã nói rằng 12 công ty gọi là cái sản phẩm trắng da gọi là skin lightening không cần có toa bác sĩ luôn và có chứa hydroquinone. Thì những cái công ty mà đã được nhận thư cảnh báo của FDA và trong đó có cả công ty M&M Beauty and Wellness, Ultimate Products và Genoma Lab USA. Thì theo như FDA nói rằng những cái sản phẩm này chứa những cái thành phần là chưa có được công nhận bảo đảm sự an toàn cũng như là hiệu quả để mà tẩy trắng da và được từng có cáo buộc gây ra những cái tác dụng phụ phụ giống như là khi mà sức vào thì sẽ gây ra những cái mụn đỏ phát ban lên và sưng mặt và làm cái màu màu da biến đổi màu. Và do đó thì FDA cũng khuyến cáo những người dân là không nên sử dụng những cái sản phẩm này để có thể tránh những cái nguy cơ mà tiềm ẩn về sau và nên thảo luận với những cái chuyên gia về sức khỏe trước khi mà bắt đầu mua dùng cái sản phẩm nào để có thể mà chọn lựa thích hợp cho cái loại da của mình. Và hiện tại thì FDA nói là không có chấp nhận được cái sản phẩm làm trắng da mà không có phải kê đơn của bác sĩ bán trên một thị trường một cách hợp pháp. Thì một số nhà sản xuất cũng như nhà phân phối cũng loại bỏ những cái mặt hàng mà không có cái chứng nhận của bác sĩ, không có những cái toa của bác sĩ ở trên thị trường của Hoa Kỳ. Và FDA cũng lên tiếng khẳng định rằng là sẽ có những cái biện pháp để chống lại những cái doanh nghiệp mà tiếp tục tiếp thị những cái sản phẩm này mà chưa được chứng nhận một cách hiệu quả và an toàn cho người sử dụng. Thì phía những cái công ty đã nhận được những cái bức thư cảnh cáo của FDA thì sẽ có 15 ngày để mà báo cho FDA biết rằng là họ đã thực hiện những cái biện pháp gì để giải quyết cái sự vi phạm này và ngăn chặn những cái trường hợp tương tự sẽ tái diễn như thế nào. Hiện tại thì một cái công ty là Triluma là một cái sản phẩm kê đơn duy nhất có chứa hydroquinone cũng đã được FDA chấp thuận và được dùng để điều trị ngắn hạn những cái đốm đen có liên quan đến nám hay gọi là tàn nhang từ trung bình cho đến nặng. Và sau nếu mà cái làn da có đổi cái màu nâu mà loang lổ trên cái khuôn mặt thì đã được FDA chấp nhận. Nhưng mà người dân cũng chỉ nên sử dụng Triluma dưới sự giám sát của những cái người mà chuyên gia chăm sóc về sức khỏe đã được cấp phép mà đã được FDA chuẩn thận. Thì nhà tiêu dùng hoặc người tiêu dùng hoặc là những nhà cung cấp những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng phải nên có những cái báo cáo về cái vấn đề liên quan sức khỏe đến sản phẩm làm sáng da mà không có cần cái toa bác sĩ cho FDA biết trong cái thời gian để tránh cái trường hợp mà để gửi thư mà có những cái khuyến nghị giống như 12 công ty này. Và hiện tại thì FDA cũng vẫn đang dự kiến là tên 12 cái công ty này về bán cái sản phẩm trắng da trên cái thị trường thì chúng tôi cũng không có để mà có thể list ra cho quý khán giả mà theo dõi về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã mua những cái sản phẩm đó mà sử dụng mà đã có những cái biến chứng về hại làn da của mình thì nên ngưng và nên đến khám với bác sĩ chuyên khoa và đổi ra một cái sản phẩm khác để có thể an toàn cho sức khỏe của mình hơn.